Răng sứ, phương pháp phục hình thẩm mỹ răng phổ biến nhất hiện nay. Vậy răng sứ là gì? Có bao nhiêu loại? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Răng sứ thẩm mỹ là loại răng được tạo hình với màu sắc và hình dáng tương tự răng thật. Loại răng này được sử dụng để phục hồi một hay nhiều răng bị hỏng hoặc mất. Mục đích của việc sử dụng răng sứ là để có một hàm răng đều và đẹp và chức năng ăn nhai tốt. Dưới sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu về tự tin trong giao tiếp cũng như thẩm mỹ nha khoa thì ngày càng được chú trọng. Từ đó, răng sứ thẩm mỹ ra đời để giải quyết những nhu cầu về khớp cắn, về chức năng nhai cũng như mang lại một nụ cười tự tin rạng rỡ nhất. Có hai loại răng sứ phổ biến hiện nay là răng sứ kim loại và răng sứ không kim loại. Răng sứ kim loại là loại răng sứ có phần khung sườn bên trong nâng đỡ bằng kim loại và được phủ sứ bên ngoài với màu sắc giống men răng thật. Những loại kim loại thường được sử dụng để làm khung sườn như chrome, nickel, kim loại bán quý như titanium và kim loại quý như vàng, platinum. Ưu điểm của răng sứ kim loại là độ bền và tính thẩm mỹ tương đối, giá thành rẻ, sức chịu lực cao, sử dụng tốt cho những cầu răng sứ nhiều đơn vị. Còn nhược điểm là tạo viền đen vùng lợi quanh cổ răng sứ, thẩm mỹ không đạt độ trong giống men răng tự nhiên và dễ sứt mẻ trong quá trình ăn nhai. Răng sứ không kim loại là loại sứ có thành phần oxit kim loại để tăng độ cứng cho lớp khung sườn bên trong. Có thể đắp thêm lớp sứ men ở bên ngoài hoặc cắt toàn bộ theo công nghệ cắt cam. Một số loại sứ theo tên thương mại như Secong, Ceramil, Inox, Lava. Những ưu điểm của răng sứ không kim loại: thứ nhất, không cần mài nhiều men răng, ngà răng, bảo tồn tủy răng. Thứ hai, độ thẩm mỹ cao, có màu sắc tự nhiên, giống men răng thật. Thứ ba, có tính tương hợp sinh học cao, không có đường viền đen vùng lợi và ít gây viêm lợi và tổ chức quanh răng. Nhược điểm là giá thành cao, hạn chế những cầu răng quá dài hoặc những nhịp cầu nhiều hơn 3 đơn vị, có thể gây mòn răng đối diện nếu như phần sứ không được đầy bóng tốt.